Xin chào mọi người. Mấy nay thì có nhiều anh em có nhắn tin hỏi em có dòng Hải Châu Búp Sen không, để chia sẻ lại cho anh em một cây về chơi á. Thì nói thiệt vườn em bây giờ cây giống em cũng hết rồi. Thì hôm nay em còn cây này là một cây em lớn nè, em đã uốn vô dây định hình dáng bay ha. Cây nó khá là to và sống khỏe rồi. Gốc thì to hơn đầu đũa rồi ha. Gốc to hơn đầu đũa rồi. Đặc điểm của dòng Hải Châu cánh sen đó là nó rất là xiên bông trái ha, và chó trái của nó sẽ trái chùm tròn to nữa. Đây nè, đặc điểm của lá của cây búp sen đó, thường thì nó sẽ là bầu tròn ha, nhiều lá nó sẽ tròn vo luôn, và nó có rãnh trái tim nữa. Lá nào nó cũng có một cái rãnh như trái tim này nè. Lá nào cũng vậy ha, cả lá ở trên cành nó cũng cũng có nữa, nó rất là khá là tròn đó. Đây, em bứt một lá nè, dòng lá nó tròn ha, có rãnh trái tim và nó rất là dày lá đó. Lá nó rất là dày ha, như lá nhựa vậy. Thì em có cây này em đã uốn vô dây định hình rồi à, nhưng mà nhiều anh em hỏi quá nên hôm nay em đang lên giao lưu luôn. Mọi người ai thấy hợp á, thì inbox cho em à, còn ai mà thấy không phù hợp thì xem vui thôi ha, xem vui để mình biết thêm về dòng dòng Hạ Châu cũng được. Thì tí nữa em sẽ đính kèm một số hình cây cùng loại với cái cây này, nó đang ra đọng búp sen với đang ra bông để mọi người tham khảo ha. Còn ai mà chưa biết dòng búp sen thì nó thắt búp sao hay là bông nó là sao á, thì em sẽ đính kèm một video chia sẻ về dòng Hải Châu búp sen ở cuối bài. Mọi người có thể click vô đó để xem tham khảo. Cây này thì nó khá là to rồi, em cũng định hình rồi, mọi người về chỉ đợi nó phân nhánh thêm rồi mình làm tàn cho nó dày hơn là mình có thể chơi được ha. Những dòng Hải Châu như thế này thì nó cũng cũng rất là hiếm. Vì vậy nên mọi người ai thích thì có thể tìm để sưu tầm về chơi ha. Dạ rồi, em xin báo giá giao lưu cái này là 880 ngàn, em bao ship ha. Mọi người ai mà quan tâm thì có thể liên hệ với em qua Zalo, em để phần mô tả. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em. Em xin kết thúc ở đây. Hẹn mọi người ở các clip tiếp theo nhé.